Kim Thị kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VBS. Kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Mời quý vị đến với phần tin Hoa Kỳ qua một vài nội dung chính như sau. Tổng thống Biden không có ý định gặp ông Kim Jong-un. Quan chức Mỹ thăm Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo cứng rắn. Cảnh sát New York bắt giữ nghi phạm đã đánh người phụ nữ Mỹ gốc Á. Sau đây mời quý vị đến với phần tin Hoa Kỳ. Ở bản tin đầu tiên, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden không có ý định gặp ông Kim Jong-un. Tổng thống Hoa Kỳ không có ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng, dù người tiền nhiệm của ông là cựu Tổng thống Donald Trump đã gặp ông Kim 3 lần. Tại cuộc họp báo ngày 29 tháng 3 trả lời câu hỏi liệu cách tiếp cận ngoại giao với Triều Tiên của Tổng thống Joe Biden có bao gồm kế hoạch hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un hay không, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc là bà Jen Psaki đã bác bỏ. Tôi nghĩ cách tiếp cận của Tổng thống sẽ tương đối khác và đó là sẽ không phải là ý định của Tổng thống, bà Psaki đã cho hay. Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa cho hay là Mỹ đang xem xét đề xuất các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên thông qua Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, thì Cố vấn An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ Jake Sullivan sẽ nhóm họp với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc để thảo luận chiến lược với Bình Nhưỡng. Tuần trước, thì Tổng thống Biden tuyên bố là Mỹ vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao với Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng tiến hành hai vụ thử tên lửa kế nhau vào ngày 21 tháng 3 và 25 tháng 3. Tuy nhiên, chủ nhân của Tòa Bạch Ốc cũng cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả nếu Triều Tiên tiếp tục leo thang căng thẳng. Trong chiến dịch tranh cử, thì ông Biden từng nói là ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để đàm phán, nhưng với điều kiện Bình Nhưỡng trước tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Và theo đó, thì quan hệ giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên có dấu hiệu cải thiện dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump khi nhà lãnh đạo hai nước tiến hành ba cuộc gặp cấp cao, trao đổi nhiều thư từ. Mặc dù vậy, thì các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn bế tắc. Triều Tiên tuyên bố sẽ không quay trở lại bàn đàm phán trước khi Hoa Kỳ từ bỏ chính sách thù địch nhắm vào Bình Nhưỡng. Cũng trong dòng tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và phu nhân bất ngờ viếng đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam. Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden vừa có chuyến thăm bất ngờ tới đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam ở thủ đô Washington, nhân kỷ niệm 48 năm ngày quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi vợ chồng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thăm đài tưởng niệm thay mặt cho hàng chục nghìn gia đình không thể đến thủ đô được giữa đại dịch COVID-19. Chiều ngày 29 tháng 3, thì Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đến viếng đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam để đánh dấu kỷ niệm 48 năm ngày những binh sĩ chiến đấu cuối cùng của Hoa Kỳ rời khỏi vùng chiến sự, theo hãng tin AP. Ngày 29 tháng 3 là ngày cựu chiến binh quốc gia trong chiến tranh Việt Nam. Ngày ấy vào năm 1973 đánh dấu thời khắc Bộ Chỉ huy Quân sự Hoa Kỳ hỗ trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam ngưng hoạt động. Hãng tin AP cho biết là Tổng thống Biden và phu nhân đã thực hiện một chuyến thăm không báo trước và đi dọc theo bức tường đá hoa cương đen nổi tiếng của đài tưởng niệm, nơi khắc tên của hơn 58.000 quân nhân Mỹ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Ngoài Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân còn có các nhân vật cao cấp khác. Trước đó, cũng trong ngày 29 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Cựu chiến binh Dennis A. McDonough cũng đến viếng đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam và thực hiện nghi lễ thượng quốc kỳ quốc ca. Vào tháng 3 năm 2017, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký thành luật khuyến khích việc treo quốc kỳ vào ngày 29 tháng 3 hàng năm để tôn vinh ngày cựu chiến binh Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ Robert Wicke dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump từng phát biểu về sự kiện này như sau. Ngày 29 tháng 3 năm 1973 là ngày binh sĩ cuối cùng của chúng ta đã rút khỏi Việt Nam. Đó là ngày các binh sĩ Mỹ bị bắt làm tù nhân ở miền Bắc Việt Nam được trả về nhà. Hoạt động kỷ niệm chiến tranh Việt Nam vinh danh tất cả những quân nhân nam nữ từng phục vụ chính quy trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 11 năm 1955 đến ngày 7 tháng 5 năm 1975. Các hoạt động này kéo dài cho đến ngày cựu chiến binh năm 2025, nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc. Ngày 29 tháng 3 năm 1973 đánh dấu sự kết thúc cuộc can thiệp trực tiếp kéo dài 8 năm của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam. Sự kiện này diễn ra 2 tháng sau khi Hiệp định Hòa bình Paris được ký kết. Theo số liệu của Military Times
Trong số 2.7 triệu binh sĩ Mỹ từng phục vụ tại Việt Nam, có hơn 58.000 binh sĩ đã hy sinh và hơn 304.000 người bị thương. Trong một dòng tin khác, quan chức Hoa Kỳ thăm Đài Loan, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo cứng rắn. Trung Quốc đã cảnh báo Hoa Kỳ không vượt làn ranh đỏ về vấn đề Đài Loan sau khi một nhà ngoại giao của Washington tới thăm hòn đảo hồi cuối tuần qua. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc Triệu Lập Kiên vào ngày 29 tháng 3 đã tuyên bố. Phía Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức liên hệ chính thức nào giữa các quan chức Mỹ và Đài Loan. Và nói thêm rằng chuyến thăm làm tổn hại đến quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc và ảnh hưởng đến sự ổn định ở eo biển Đài Loan. Ông Triệu cũng cảnh báo Hoa Kỳ không vượt làn ranh đỏ về vấn đề Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ cần phải thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Động thái của Trung Quốc diễn ra khi đại sứ Mỹ tại quốc đảo Thái Bình Dương Paolo Tranhanasi-Nicklin đi cùng phái đoàn của Tổng thống Paolo Surrankel-Phipps tới thăm Đài Loan hồi cuối tuần qua. Paolo là một trong 15 đồng minh ngoại giao của Đài Loan. Tổng thống Phipps của Paolo nói, Paolo cần sự hỗ trợ cả từ Hoa Kỳ và Đài Loan. Chuyến thăm của ông Phipps kéo dài 5 ngày nhằm khởi động bong bóng du lịch giữa Đài Bắc và Kokoro, đảo lớn nhất của Paolo, để nới lỏng bớt các lệnh hạn chế ngăn COVID-19 giữa hai điểm này. Ngày 29 tháng 3, một ngày sau khi đại sứ Mỹ tới Đài Loan, Trung Quốc đã điều 10 máy bay quân sự tới phía Tây Nam vùng nhận diện phòng không của Đài Loan để gây áp lực với hòn đảo, theo cơ quan phòng vệ Đài Loan. Trong khi đó, thì Tổng thống Phipps nói rằng Paolo cần sự hỗ trợ cả từ Hoa Kỳ và Đài Loan. Có đại sứ Mỹ ở đây thể hiện cách chúng tôi đã hợp tác với nhau để có thể khởi động bong bóng du lịch, ông Phipps đã cho hay, nhấn mạnh với việc Mỹ cung cấp vaccine COVID-19 cho Paolo. Là một quốc gia nhỏ, chúng tôi có thể dễ dàng bị xâm nhập và chúng tôi phụ thuộc vào các đối tác để bảo vệ và mang lại an ninh cho chúng tôi. Vì vậy, tôi đánh giá cao việc ông Hennessy-Nitland tham gia cùng chúng tôi. Điều này thể hiện tình bạn và cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ và mang lại an ninh cho Paolo, ông Chris đã cho hay. Hoa Kỳ nghi ngờ Trung Quốc trợ giúp WHO viết báo cáo về nguồn gốc COVID-19. Ngoại trưởng Blinken vào ngày 28 tháng 3 bày tỏ mối quan ngại về cách thức WHO lập bản báo cáo về nguồn gốc của đại dịch COVID-19, bao gồm khả năng chính phủ Trung Quốc có thể đã trợ giúp việc này. Trước đó, thì WHO cho hay họ sẽ sớm công bố bản báo cáo về nguồn gốc đại dịch sau chuyến công tác của nhóm chuyên gia tới Vũ Hán, Hồ Bắc Trung Quốc hồi đầu năm nay. Ông Blinken cho biết là Mỹ có những lo ngại thực sự về phương pháp và quá trình lập ra báo cáo, bao gồm khả năng chính phủ Trung Quốc đã trợ giúp việc viết ra nó. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng mặc dù các bên cần phải có trách nhiệm giải trình với những điều đã xảy ra trong quá khứ, nhưng sự tập trung cũng nên dồn vào việc làm cách nào để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ hơn trong tương lai nhằm phòng tránh kịch bản đại dịch khác bùng phát. Trong những tuần qua, thì chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gia tăng chỉ trích Trung Quốc và WHO về nội dung của bản báo cáo ở Vũ Hán, theo Bloomberg. Ngày 21 tháng 2, thì Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ Jake Sullivan đã cho hay, chúng tôi không tin rằng Trung Quốc đã cung cấp đầy đủ dữ liệu gốc về cách thức mà đại dịch này bắt đầu lây lan ở cả Trung Quốc và sau đó là trên toàn thế giới. Cuối tuần qua, thì thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết Mỹ lo ngại về sự thiếu minh bạch và dữ liệu trong quá trình chuẩn bị bản báo cáo. Trong một dòng tin khác, Hoa Kỳ đã ngừng giao dịch thương mại với Myanmar. Hoa Kỳ sẽ ngừng toàn bộ giao dịch với Myanmar trong nỗ lực tăng cường sức ép đối với quân đội của nước này. Những giao dịch này là thể theo một thỏa thuận thương mại và đầu tư vào năm 2013. Văn phòng đại diện thương mại của Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố trên vào hôm thứ Hai, trong bối cảnh quân đội tiếp tục trấn áp người dân tại Myanmar. Trong một tuyên bố, thì đại diện thương mại của Hoa Kỳ bà Catherine Stein cho biết, Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ bạo lực tàn bạo của lực lượng an ninh nhằm vào dân thường. Bà Thai nói là bạo lực là đòn tấn công trực diện vào quá trình chuyển tiếp lên dân chủ cũng như nỗ lực đạt được tương lai hòa bình và thịnh vượng của Myanmar. Theo văn phòng đại diện thương mại của Hoa Kỳ, thì việc ngừng giao dịch sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Myanmar khôi phục chính quyền, được bầu lên một cách dân chủ. Trong khi đó, thì phát biểu với báo giới, thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho hay, Mỹ quan ngại sâu sắc về tình trạng leo thang bạo lực gần đây nhằm vào những người biểu tình ôn hòa.
Bà nói các lực lượng của Myanmar phải chịu trách nhiệm về hàng trăm người thiệt mạng tại đất nước này kể từ khi xảy ra đảo chính. Bà cũng nói rằng Mỹ lên án bạo lực cơ sở và tiếp tục bày tỏ rõ ràng rằng sẽ buộc chế độ quân sự phải trả giá cho những hành vi bạo lực đầy chết chóc này. Cũng trong dòng tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc và Nga. Ngày 30 tháng 3, Hoa Kỳ nhấn mạnh tình hình sa sút về nhân quyền trên toàn cầu, chỉ ra việc Trung Quốc đã đàn áp người Uyghur và Nga nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến. Trong số những vi phạm khác, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ công bố phúc trình về tình hình nhân quyền trong năm qua tại gần 200 nước. Đây là phúc trình được luật đòi hỏi công bố hàng năm và bao gồm những báo cáo chi tiết về các đối thủ như là Nga và Trung Quốc. Quá nhiều người tiếp tục chịu đựng những điều kiện tàn bạo trong năm 2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nói khi giới thiệu phúc trình. Ông Blinken tố cáo một số chính phủ dùng cuộc khủng hoảng virus corona làm cái cớ để hạn chế các quyền và củng cố sự cai trị, chuyên chế. Tại Trung Quốc, thì nhà cầm quyền đã đưa ra sự mất tích cho quý vị 4 nhà báo tường trình về COVID-19 thoạt đầu tại Vũ Hán. Các nhà trí thức tại Trung Quốc không nói theo những tuyên truyền của nhà nước về đại dịch bị quấy nhiễu, kiểm duyệt và trong một số trường hợp có sự can thiệp của các trường đại học và cảnh sát. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho hay, phúc trình về Trung Quốc công bố hôm 30 tháng 3 dùng những lời lẽ mạnh hơn để mô tả chương trình giam giữ rộng lớn tại tỉnh Tương Cương của chính phủ Trung Quốc. Ngoài hơn 1 triệu người Uyghur và các sắc tộc thiểu số Hồi giáo khác bị giam không xét xử tại các trại giam, phúc trình còn nói thêm, còn có thêm 2 triệu người là đối tượng của việc học tập cải tạo ban ngày. Yếu tố này không có trong phúc trình năm trước. Riêng phúc trình về Nga nhấn mạnh đến vụ đầu độc nhân vật chỉ trích Điện Kremlin Alexei Navalny, người bị tù khi trở về Nga sau khi chữa trị tại Đức vì bị đầu độc bằng một chất độc thần kinh. Phúc trình nói có những báo cáo đáng tin cậy cho thấy nhân viên cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã đầu độc ông Navalny. Cảnh sát New York bắt giữ nghi phạm đã đánh người phụ nữ Mỹ gốc Á là bản tin tiếp theo. Cảnh sát New York cho biết vào sáng sớm thứ Tư, 31 tháng 3, họ mới bắt giữ nghi phạm bị truy nã sau vụ tấn công dã man một người phụ nữ Mỹ gốc Á gần quảng trường thời đại của thành phố. Kẻ này bị cáo buộc đã phạm trọng tội vì gây ra vụ tấn công mang tính thù ghét. Nghi phạm là một gã đàn ông bị ghi hình đã đá và đạp vào một người phụ nữ 65 tuổi vào hôm 29 tháng 3. Cảnh sát đã thông báo cho hay họ xác định danh tính của nghi phạm là Brandon Elliott, 38 tuổi, và cho biết kẻ này đang sống tại một khu nhà dành cho người vô gia cư cách hiện trường vụ tấn công vài dãy phố. Hắn ta hiện phải đối mặt với các tội danh gồm tấn công vì lòng thù ghét, mưu đồ tấn công vì thù ghét, hành hung và mưu đồ hành hung, cảnh sát cho hay. Cảnh sát New York nói là gã đàn ông đã đấm đá một phụ nữ 65 tuổi trong khi hắn ta nói ra những lời lẽ chống người châu Á. Đó là một vụ bạo lực mới nhất tiếp nối vào sự gia tăng các tội phạm gắn với lòng thù ghét đang xảy ra ở Hoa Kỳ. Bộ phận chống tội phạm do có lòng thù ghét thuộc Sở Cảnh sát New York cho biết qua một bài đăng trên Twitter rằng hôm thứ Hai, 29 tháng 3, lúc gần giữa trưa, một kẻ đàn ông chưa rõ danh tính đã tiến tới người phụ nữ và đấm đá vào bà. Chính quyền của Biden đang nỗ lực chống kỳ thị. Trong khi chính quyền Tổng thống Joe Biden đề ra nhiều biện pháp đối phó với làn sóng kỳ thị người gốc Á, thì người Việt do chia rẽ đảng phái không thể đoàn kết để có tiếng nói chung. Một nhà hoạt động vì quyền lợi của người gốc Việt đã nói với VOA. Trong lúc này, thì làn sóng tội ác thù hằn nhắm vào người gốc Á, trong đó có người gốc Việt ở Mỹ đang dâng cao. Điển hình như vụ một người da trắng đã tấn công một ông cụ gốc Việt ở San Francisco và các tiệm nail của người Việt ở California nhận được thư nặc danh đầy những lời lẽ nhục mạ. Tòa Bạch Ốc vào hôm 30 tháng 3 ra thông cáo báo chí cho hay chính quyền Biden đã ban hành một số biện pháp để thực thi công bằng sắc tộc cũng như chống lại tình trạng bạo lực nhắm vào người gốc Á và đảo quốc Thái Bình Dương. Trong số các biện pháp này có thúc đẩy cơ hội và sự tham gia cho tất cả các cộng đồng gốc Á, thành lập một ủy ban đặc nhiệm về sự bình đẳng trong đại dịch COVID-19 để giải quyết tình trạng người gốc Á bị nhiễm và chết vì bệnh COVID nhiều hơn các sắc dân khác, mở ra một trang tương tác mới về tội ác thù hằn để tập trung vào việc trình báo các tội ác thù hằn nhắm vào người gốc Á với các ngôn ngữ gốc Á thông dụng nhất ở Mỹ là tiếng Hoa, tiếng Hàn, Tagalog của cộng đồng Philippines và Việt Nam. Đào tạo lực lượng
chấp pháp, biết cách nhận diện và báo cáo những hành động kỳ thị. Mở thư viện online để mọi người có thể tìm hiểu về lịch sử và đóng góp của các cộng đồng người gốc Á và tài trợ cho các nghiên cứu để tìm cách giải quyết tình trạng kỳ thị người gốc Á. Riêng người Việt vẫn chưa có tiếng nói chung. Trao đổi với VOA từ miền Bắc bang Virginia, bà Jenny Nguyễn Thị Ngọc Giao, Chủ tịch Tổ chức Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt vốn đấu tranh cho sự thăng tiến của cộng đồng về chính trị và xã hội, nhận định rằng chính phủ Biden đã nhìn rõ vấn đề và đang đi đúng hướng. Tổng thống Biden đã đặt đúng trọng tâm vào những giá trị cốt lõi của Mỹ là không được kỳ thị sắc tộc. Bà Giao cho hay, ông đã biết lắng nghe những lo lắng của người dân, trong đó có người gốc Việt là không biết ngày mai tôi đi làm sẽ có ai đến bắn tôi không. Bà mô tả trong vấn đề chống kỳ thị, ông Biden đã có tâm và có tầm và chúng ta sẽ chờ xem 4 năm nữa sẽ thấy kết quả như thế nào. Theo lời bà thì trong cuộc gặp cấp cao Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Alaska mới đây, phía Trung Quốc có thể lên lớp với Mỹ rằng Mỹ không còn tư cách để rao giảng cho họ về dân chủ là do những vụ bạo lực của cảnh sát nhắm vào người da màu và vụ những người ủng hộ ông Trump tấn công vào quốc hội. Điều này rất tai hại cho nước Mỹ, bà cho hay. Muốn chống được Cộng sản Trung Quốc thì phải bảo vệ nền tự do, dân chủ, nhân quyền tại Hoa Kỳ, trong đó có bảo vệ người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, bà Giao cho rằng quyết tâm của chính quyền là một chuyện, sự chống kỳ thị ở Mỹ có hiệu quả hay không còn cần sự hợp tác của người dân. Theo bà thì cộng đồng người Việt chưa có tiếng nói chung trong vấn đề này. Bà Giao nói là có vị lãnh đạo cộng đồng không thừa nhận có kỳ thị mà lại cho là hiểu lầm và không muốn làm lớn chuyện là điều đáng buồn. Có người còn nói việc kỳ thị này là do đảng Dân Chủ thổi phồng để làm lớn chuyện kiếm phiếu bầu. Bà Ngọc Giao nói rằng chính sự chia rẽ đảng phái trong cộng đồng người Việt khiến cho họ không thể đoàn kết chống lại nạn kỳ thị. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Kim Thủy sẽ quay trở lại phần tin thế giới với một vài nội dung chính như sau. Hơn chục nước quan ngại về cuộc điều tra COVID của WHO bị thiếu dữ liệu. Anh Quốc lần đầu tiên không có ca tử vong từ 6 tháng gần đây.